me like a Hellcat. Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Bushi đây và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái story mà Bushi đánh thường và cùng test skin mới nhất đến từ Rock Game nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ test cái skin đó là Master Yi người tuyết rơi anh em, và cùng với một lối lên đồ chính là Yi One Shot của chúng ta. Đó, mình đã mang cái bản ngọc đó là thu thập linh hồn cho con Yi này. Anh em có thấy là mình đang chơi skin đó là Yi người tuyết đó, skin mắt đẹp luôn, skin vừa mới ra lò luôn em, mắt hot luôn, cực kỳ hot luôn nha. Đấy. Và nếu như anh em muốn mình làm tiếp skin gì nữa anh em thì anh em đừng quên bình luận ở phía dưới, cũng như là cách lên đồ cho vị tướng, cũng như là những ý tưởng của anh em. Và trong liên minh điện thoại anh em có cái gì hay anh em cứ comment ở phía dưới, mình sẽ xem xét để mình làm hết nha anh em ơi. Ok. Thì cái bọn này mới ra nên mình ưu tiên mình làm ở trước này mà. Tại Di thì cũng nhiều anh em chơi nên phải cho anh em cái kiểu như là cái test, bài test nhất để anh em nên mua cái skin này hay không. Đó. Thì hôm nay mình vừa test skin, mình vừa lên đồ vậy luôn em. Đó, chúng ta cầm con Di này, chúng ta lên build đồ Di One Shot anh em ơi. Bản thu thập linh hồn vẫn còn rất là mạnh, vẫn còn rất là hot. Nhà nhà linh hồn, người người linh hồn. Mắc phê luôn. Đấy, anh em có thể là Di người tuyết cầm cái củ cà rốt chém vải đái chưa? Không biết chém nó có đâu hay không nhưng mà vẫn thấy mất máu. Ảo kinh dị thiệt. Đó, anh em có thể bút e lên lại cái củ cà rốt đóng băng rồi anh em. Và có hiệu ứng âm thanh nữa. Ơ, nghe đẻ tai vải. Anh em có thể thấy là nghe cái tiếng âm thanh game anh em, cái tiếng củ cà rốt chặt cho người anh em. Nhìn nó cứ là lạ sao á, nó cứ bụp bụp. Thì rất là khác với kiếm thường của Di anh em. Rồi tôi lên top tôi vét cái mạng nè. Chạy đâu. Xin nha. Tóc biến như chắc anh em, tóc biến đánh thường á. Để cho nó tóc biến thì mình còn quy mình theo mình rượt được anh em. Đấy, chắc cứu rồi. Lee Sin ra nè, Lee Sin ơi. Đừng có dê. Ra nè Lee Sin. Trời đầu đen mày, thằng Lee Sin nó binh tới, binh răng như đúng rồi mà biến về. Ôi trời ơi, ông nội Lee Sin này làm hố tôi rồi. Ủa, Lee Sin nó chưa có red nè em. Qua cúp red nó. Qua một cúp red nó. Ôi ngon stream luôn em ơi, có red ở dưới đây luôn, ở trên đây luôn. À, anh em có thấy là skin Di này nhìn rất là tấu hài luôn anh em. Đây là skin gì mà mình cảm thấy là nó vải đá nhất mình từng chơi đây. Nó không thật sự quá xấu mà nó cũng không thật sự quá đẹp anh em. Ủa cái gì đây, Lee Sin quy hoặc là chết rồi. Ông Lee Sin ông chi đầu đen sao không đợi mình kiểu như là bọc đầu xong rồi đánh sâu nhỉ, ông cứ leo lên chờ lúc nó chạy về anh em, lúc sợ nó chạy về không găng được luôn, cạn lời. Ok xin nha, xin bảy chim như con Red luôn nha. Ồ, nghe nói là top ca chuối cực thơm luôn. Ôi lên nè hàng là phải vét được em, con hàng là thơm lắm, con hàng là thơm lắm. Đợi xin lên em, xin lên nhá. Rồi go xong rồi, tao chém mày nè mày nè Lee Sin. Trời ơi ông Lee Sin. No, play luôn. Tưởng không ngu nhưng mà đầu đen mày ngu không tưởng đó, từ vị trí Biusagi. Tưởng chừng như người ta là có một trái chuối, đầu đen mày ngọt nước nhưng mà không hái thành công rồi. Đầu đen mày chuối nó còn biết phản đam nữa anh em, mắt thốn luôn. À, chúng ta đã thu thập được hai linh hồn rồi anh em, khá là thơm. Anh em có thể thấy là cái củ cà rốt anh em lúc nào là nó cũng có một chút tuyết ở trên cái củ cà rốt đỉnh đầu anh em. Khi anh bút e lên đó là nó sẽ có hiệu ứng đóng băng anh em, và có hiệu ứng đầu đen mày tuyết rơi khi mà mình đánh nữa anh em, khá là ảo diệu, mắc ảo luôn. Đấy bè phê luôn. Ra nè Lee Sin. Really?
tôi cạn lời ổng luôn à, tôi cạn, tôi bắt đầu tôi thấy cạn lời ổng rồi đó, chấm hỏi luôn. Không có từ gì là diễn tả quy sinh này nữa rồi nè. Thôi răng gì mà còn không ra như nào, mới ra đây cái nội. Đợi tôi giết hết nó xong rồi ra đá quỳ ăn hả ba. Thôi mệt mỏi anh em, để cho Lý Sinh tự làm gì để làm đi anh em. Chúng ta hãy xa rời nhau tí đi. Chứ mình mà cứ đi theo nó hoài mình thọt chắc luôn á. Trời ơi, mới xa rời vòng tay với nhau một chút xíu thôi mà Lý Sinh là bạn đếm số rồi, mắc nhanh luôn. Còn đúng là găng top là lựa chọn sáng suốt nhất anh em. Găng top là easy nhất nè. Yeah, Suna. Suna. Ôi xinh nha. Ôi găng top là mắc sáng suốt luôn. Mặc dù đã bị phản đam lúc nãy nhưng mà không sao, tay vẫn còn có thể trụ lại được. Ngon rồi. Nó binh nhiều quá anh em. Tắt binh nó rồi. Nhưng mà mấy thằng chơi ngu mà cứ binh đó anh em, mắc khó chịu luôn. Chơi đã gàn, binh nhiều nữa, cắm hết. Chờ đoạn Blue Run thôi nè. Đấy, skin anh em có thể thấy là nó đeo cái mũ ông già Noel nhưng mà hàng fit anh em. Nó màu xanh anh em à. Mũ ông già Noel đeo là màu đỏ mà bay. Cái bộ đồ nó nhìn đầu đen mặt là thấy nóng người đó anh em. Còn đầu đen mày tuyết không à. Sao thằng Lý Sinh nó là ăn red của mình ta. Mà không sao anh em, mình có trừng phạt. Mình có trừng phạt mà. Ui xin nha. Thanh niên Lý Sinh cay rồi. Mày nó cay cái gì vậy anh em, mình không biết nó cay gì luôn á. Cái rừng của mình đi rừng nó vô nó cay ít quá rừng của mình, xong rồi mình ăn xong rồi giờ nó cay. What the fuck. Má cái lần gì đây, cái lần gì đây, rừng này là cái trò liếm mạng hay ho gì. What the fuck. Không biết kia đang nói gì vậy anh em, chấm hỏi luôn. Không hiểu đang nói ai, không biết đang nói Lý Sinh hay là nói mình nữa. Rồi Lý Sinh ơi, đi ra giết nè. Lý Sinh level 6 nè, insect lại cho anh đá nè. Lột cho anh chém nè. Quá, nice. Không chém được anh em. Ôi thốn chưa. Chỉ là bay linh hồn thôi anh em, mà chém một phát là thấy cũng hơi là đi vào lòng người đó. Bóc mấy cái lớp trụ này em ơi. Trụ là cái dễ kiếm tiền nhất á. Đó rồi, hàng về. Ok. Bóc luôn đi xin. Chạy mới chết chứ. Đẩy tiếp luôn đi xin, thằng nào ra xúc luôn đi xin ơi. Bóc nhẹ lớp nữa nào. Ok rồi, thằng thơm quá Lý Sinh. Ok nè, nó ra. Thêm vị thăm anh em, chúng ta bốc được 3 lớp rồi, quá giàu rồi. Không còn gì để đầu đen mày nuối tiếc nữa rồi. Top là cái chuối nè. Ủa top là cái chuối nè. Rừng, nice coming boy. Ông về Noel và các củ cà rốt tới đây, chuẩn bị thông đó nè. Lướt đi đâu. Xin nào. Wow, một chém kìa. Bọn kia là gây sát thương chuẩn anh em. Xong rồi nội tại có thu thập linh hồn nữa. Mà anh em đừng cứ quên là cái thứ vũ khí mà Ghi đang cầm đó chính là đầu đen mày, một cái củ cà rốt đóng băng anh em. Đập vô đầu là đầu đen mày mắc thú luôn. Anh em cứ tưởng tượng đầu đen mày một thằng nó cầm cái củ cà rốt mà cứng phải nói là như cục đá luôn, đập đầu anh em ơi. Đầu đen mày mắc thú luôn. Bóc tới chậu luôn. Ủa đi đâu là bóc tới đó anh em. Chiếm Lý Sinh luôn nè, Lý Sinh luôn nè. Ok, thơm, hàng thơm. May mà Lý Sinh nó đá revenge ra anh em. Chứ nó đá mình là xong mình rồi. Bóc luôn. Lớp nữa. Ồ, revenge lại như ông Lý Sinh rồi. Bóc được mà. Ôi, xuống nó kìa. Đợi tôi hồi máu tí. Đợi.
Hay quá. Rồi Revenge làm hết. Rồi Bill Sư ra chiếm phát ăn luôn. Thơm. Rồi lại bóc trụ nè, bóc cái trụ đầu luôn, bóc cái trụ đầu luôn. Ôi quẻ nó kèo này đội em mà thơm hấp dẫn đó nha. Kèo này mắc thơm luôn em. Đúng là chơi skin gì người tiếng là đầu đen mày tăng 500% công lực liền. Biến về đó. Ôi, chỉ bóp cầm bát rồi. Nhưng bị kia. Ôi, chết mẹ rồi. Kiểu gì là chết rồi. Bị ăn chửi chắc luôn. Ok, này mình đã hoàn thành được phong thần kiếm mà món tiếp theo mình hướng tới. Nghĩ là sẽ là cái mang bộ sông kiếm anh em. Xong rồi tí nữa lên cái vô cực nữa. À, xong rồi giao điện rồi, xong rồi giải cứu rồi các kiểu, anh em build đồ one shot mà nó phải có những món đồ đó là chặt phát là chết luôn đúng không? Chặt phát là chết luôn. Đấy. À, anh em có thể để ý cái hiệu ứng quy anh em là nó có những cái vòng tuyết nó bay xung quanh anh em và cái băng rơi nữa, nhìn ảo vãi đái luôn. Mình tuyệt vời nhất là cái W này thôi, nó bật rồi nè. Chạy lên nè. Chém mày nào. Ôi. Kinh chưa? Em mới thấy là khi mà bật rồi lên là nó có hiệu ứng nhỏ nhỏ tuyết rơi ở đằng sau và cũng như là mây mù thoáng đãng ở sau lưng Di này anh em. Có những đám mây nhưng mà không hiện rõ lắm, xong rồi nó cứ vù. Nhìn ghê lắm. Cái hiệu ứng mà mình cảm thấy là đẹp nhất ở trong cái skin G này đó chính là W anh em. W phải nói là bao đẹp luôn anh em, để ý từ nãy giờ mình xài W đây anh em ơi, mắt đẹp luôn. Và cái thứ hai đẹp nhất đó chính là cái thứ hai đẹp nhì á, chính là cái E anh em. Còn Q thì không có quá nhiều gì để nói về cái Q này, nó sẽ ra quá nhanh. Nhưng mà nếu anh em để ý kỹ thì anh em sẽ thấy khi mà Q anh em là có những đường băng anh em, nó đóng băng cho con quái luôn, nhìn rất là ảo. Khi mà quy nhiều đứa anh em mới thấy rõ luôn. Còn quy một đứa thì như con Red này thì không thấy được đâu. Anh em thấy không? Khi mà quy xong anh em là có những đốm nhỏ nhỏ li ti của bông tuyết anh em, nó rơi xuống như là đóng băng luôn. Nhìn ảo vai đái. Và đây là cái vũ khí mà mình cảm thấy dị nhất mà con Duy đã từng cầm em, đó chính là cái củ cà rốt. Thấy dị và đái luôn. Ô combat rồi. Vô luôn Lee Sin, vô luôn Lee Sin. Chạy đâu vậy ba? Tôi chém được hết anh em. Mấy này tôi 71 mà. Ồ hello. Trời ơi, mình chém mà ra bẻ luôn. Trời ơi, xin nhá, hai chuối. Bảo Lee Sin vào, ăn ké cái hỗ trợ không vào, quá tệ. Ê, dấu. Làm gì đây, mày nghĩ mày chạy thoát khỏi tao à? Ok. Hai W anh em, thấy đẹp không? Bao đẹp luôn, đây là biến về. Đó là đường của cà rốt cho con Tuần Lộc đúng không? Nhớ ra cái tên rồi anh em, Tuần Lộc. Ăn đó, nhìn cute chưa? Ok anh em, và anh em đã xem ở đây á và chưa like cho mình thì đừng quên nhớ để lại một like ủng hộ nha anh em ơi, cảm ơn em rất nhiều. Rồi anh chỉ nha nè. Ôi hello. Ôi hai chim. Oh yeah, tóc biến à sạc. Rồi tóc biến à, hên đó cu không, tóc biến là xong rồi. Em thấy anh Yasuo hai chim rồi, chúng ta đang gần bước tới cái ngưỡng phải nói là one shot của con Master Yi này rồi anh em ơi. Đã luôn. Sợ quá. Ok. Wow, anh em nhìn kìa. Nâng mắt E rồi, anh em có thấy là cái hiệu ứng E càng ngày nó càng bự đây mà. Lúc đầu mình một cấp E thôi thì cái hiệu ứng E nó có một xíu rồi tuyết. Rồi cũng như là đóng băng nó có một xíu siêu rồi, giờ max skill E rồi. Giờ nó bự, nó là vãi đái luôn anh em. Nó còn bự hơn cái kiếm của mình nữa, đóng băng ở trên đỉnh luôn anh em thấy không? Ôi, nhìn kìa. Sao tăng đó nhờ. Wow. Kinh.
anh em có thể thử so sánh QE lúc đầu với QE lúc bây giờ khi mà max skill em rất là khác biệt luôn á. Nhìn khác phải nói là vãi đái luôn. Wow. Đào. Oh, listen anh em, listen, 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 listen. Chú thơm, chú thơm, chú thơm. Oh, còn thêm con hàng Yasuo Tele nữa anh em. Hai con hàng này đòi ăn mày. Mút mút là quá tuyệt vời luôn. À, tới nè, tới nè. Tới nè. Ôi, Lee Sin mất hồn luôn. Xinh nha. Tóc biến chạy sao được bằng cái rồ gì mà chạy. Ồ, chém Lee Sin đầu đi mà ra bãi luôn, em hai chém. Wow, 14 lên hồn rồi. Phút thứ 18 mà chúng ta đã có được 14 lên hồn rồi. Tí nữa vào nhà xúc đầu đen mày thêm cái vô cực kiếm mày, đừng hỏi vì sao mà mạnh càng thêm mạnh. Ok rồi, rồi vô cực kiếm thẳng tiến thôi anh em. Biến về nè, thấy không, thấy con tùng lọt nó dành cà rốt ăn của mình kìa. Mé mày con, có một cái củ, có một cái củ cà rốt để đâu chém người mà cũng ăn nó được nữa. Quá tờ tùng lọc mày, quá tờ. Hàng thơm anh em ơi, chuối nè. Chú có biết đi không đây? Ôi mấy kia. Ơ à, sao mấy kia không lướt e ra kéo đấy nhờ? Không hiểu. Kỳ lạ ghê. Và đây mày. Ơi cái gì? Muốn chơi tao à? Tao chém mày luôn nè, tao chém hai chúng mày luôn nè. Một thằng nè. Chạy đi đâu, băng chù luôn, bị kia, vô. Hai thằng nè. Còn một cát à. Ba thằng nè, xin nhá. Không phải mình mạng mình ăn nhưng mà tùy nó cũng như vậy đó anh em. Thơm, 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 thơm. W đó anh em, nhìn ảo không? Giống như là mình được có bao bọc bởi một cái lớp đầu đen mày dép và nó là vô địch vũ trụ đó anh em. Nhìn mắt trâu luôn à. Họ có chú E giờ rồi, có chú E kìa. Chạy đâu. Bằng chủ với nó đem. Đấy. Xúc ba vai này. Đầu đi mày. Hay quá. Lâu lâu thấy Lee Sin tỏ phán được, tỏ sáng được pha. W không? Thấy W không? Wow. Hòa mình vào thiên nhiên cùng với màu xanh đầu đen mày. Một chém, hai chém, ba chém. Piu hồi. Không có cái tóc biến phải đó là hơi bị căng não đó. Quay chưa hồi em ơi. Vào đây không? Rồi, bạn cũng khá là tỉnh táo thì bạn không vào bụi. Ok, về thôi. Và nhà mình sẽ lên thẳng đó chính là cái dạ kiếm luôn nha anh em. À. Nè, con này anh em coi chém nè, nhìn nè. Một chém nè, hô ôi. Hai chém, ba chém nè, what the fuck. Hả? Cái linh gì vậy bay? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh anh em. Mọi chuyện nó diễn ra quá nhanh. Quá nhiều chiêu thức. Ôi. Ok hết rồi. Chán như thế nhờ. Ồ, Lee Sin hơn nửa cây mà nguyên kiếm mát mất tiêu luôn. Ok, rồi mình sẽ lên món tiếp theo, món cuối cùng luôn cho trận đấu này, đó chính là kìa giao điện anh em. Đây mình đã quậy ra quá về đi các bạn chơi quá. Đúng rồi mày nè. Anh em cứ căng thẳng đấy nhờ. Từ từ quýnh cũng được anh em. Tên mày áp, tên mày áp ke là hai ba đứa rồi. À, lúc nào anh em coi mình chém nè, coi chém nè, thể hiện sức mạnh tột đỉnh nè. What the fuck, hai chém rồi. Tại vì cái chém đầu tiên anh em làm cần nó dưới 50% máu mình mới kích hoạt được cái nội tại của các bản thu thập này, nên nó khá là không one shot.
trong một khoảng thời gian được. Phải đánh hai đòn đánh anh em. Quá tệ. Bản ngọc mới này thì mạnh thiệt nhưng mà nó không có đúng chủ nghĩa one shot nữa. One shot là chết, chết luôn nha mấy bạn ơi, đừng từ từ quýnh, mấy bạn ơi. Về đi, tôi chưa full đồ. Ngàn rưỡi luôn hả? Anh em này bị căng đó, giờ đi. Muốn thắng gì luôn á, ba. Khổ ôi mày, nó đánh liền chứ mén. Ồ, tên mình nó win luôn rồi. Ồ, win luôn rồi. Ok, về GG mấy à. Và tại bên đây, phải gặp lại anh em vào đây sau. Bye bye.